Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Đầu video Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày mới có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn đang có mặt tại thành phố Dĩ An. Nơi Tuấn Nguyễn đang đứng đây là phường Đông Hòa của thành phố Dĩ An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một lô đất có một căn nhà cấp 4 hiện hữu ở trong lô đất này. Cực kỳ đẹp luôn, một lô đất vuông vức, xây biệt thự phải nói là đỉnh của đỉnh luôn quý vị nhá. Thưa quý vị, trước màn hình chúng ta đây là một con đường bê tông khoảng 5m, đúng không ạ? Đây, con đường bê tông 5m thì xe tải, xe các thứ đi vào thì thoải mái thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên hai tre tránh nhau thì nó hơi chật chút xíu, nhưng mà xe tải, xe ben đi vào thoải mái. Và trước màn hình Tuấn Nguyễn đây, khoảng 30m, đây quý vị này, là con đường Trần Hưng Đạo. Đó, nối dài, chạy lên thành phố Thủ Dầu Một, ngược xuống thì chúng ta đi ra thành phố Hồ Chí Minh, ra thành phố Linh Xuân Thủ Đức hoặc đi Biên Hòa Đồng Nai cũng được quý vị nhé. Đấy, con đường Trần Hưng Đạo, cách lô đất và căn nhà cấp 4 của chúng ta chỉ khoảng 40m thôi. Đấy, và thưa quý vị, đây là cái lô đất mà hôm nay Tuấn Nguyễn muốn review để giới thiệu với quý vị là các bạn là lô đất này này, lô đất có cái cổng sắt này này quý vị nhá. Đó, có cái cổng mà rất là lớn như thế này. Đây, Tuấn Nguyễn đứng ở đây gần thì không thể quay hết cái cổng được. Tuấn Nguyễn sẽ quay cái đường xéo xéo như thế này cho quý vị dễ nhìn hơn này, đúng không ạ? Đó. Còn ở bên đây là nhà hàng xóm cho nên Tuấn Nguyễn đứng gần quá, mắc cái ô thì nó không, mắc cái dù thì không có nhìn thấy được quý vị nhá. Đây, quý vị nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn, đây là cái cổng cao mà cái màu đen đen á, chạy dài mãi lại đường kia, tức là đất của chúng ta hết quý vị nhá. Đấy, đất của chúng ta hết. Đấy, và Tuấn Nguyễn sẽ đi về phía bên trong này, Tuấn Nguyễn quay lại ngược một lần nữa để cho quý vị định hình ra dễ hơn này, đúng không ạ? Một con đường nhựa bê tông, con đường bê tông 5 đến 5,5m như thế này. Đấy, quý vị nhìn này, một chiếc xe du lịch đậu như thế này mà còn đường còn rộng như thế này thì đánh nhau thoải mái, đúng không ạ? Đấy, đây, và Tuấn Nguyễn sẽ quay ngược quay lại cho quý vị xem. Đây là quý vị này, ngay cái bờ tường này, đúng không ạ? Cái trụ bê tông mà cái màu đen đen thâm thâm này là của chúng ta, đúng không ạ? Chạy dài về phía bên kia. Đấy, quý vị thấy không? Cao cổng kín tường. Ở trong đây thì chắc chắn là hồi xưa chủ nhà này người ta cũng muốn xây một cái căn biệt thự ở đây, quý vị nhá. Đấy, muốn xây một căn biệt thự ở đây, nhưng mà vì cái nhiều cái lý do, đúng quý vị, trong cuộc sống mà chúng ta không thể nói hết được cái điều gì hết. Vâng, và bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ giới thiệu cái công năng, diện tích, vị trí của cái lô đất này cũng như căn nhà cấp 4 ở hiện hữu ở trong để cho quý vị sẽ nắm được. Lô đất này có diện tích là chiều ngang 15m quý vị nhá. Đấy, chiều sâu của chúng ta lên tới 29m quý vị ơi. Vuông vức. Chúng ta có 428m2 quý vị nhá. Chúng ta có 428m2. Có 300m thổ cư quý vị nhá. Thổ cư rất là nhiều, đúng quý vị. 428m2 mà có 300m thổ cư rồi. Chúng ta còn lại 128m là đất trồng cây lâu năm quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy cái lô đất này thổ cư có nhiều không ạ? Đó, 428m mà chúng ta có 300m thổ cư rồi quý vị nhá. Đất cực kỳ vuông vức luôn. Đấy, vuông thành sát cạnh luôn quý vị nhá. Ở phía trước thì xây một cái hàng rào bờ tường kiên cố như thế này. Trụ là trụ như kiểu trụ biệt thự không quý vị nhá. Ở dưới thì bê tông mà ốp đá tự nhiên. Đây, những cái trụ bê tông quý vị nhìn này, quý vị nhìn thấy hoành tráng chưa? Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong. Tuấn Nguyễn sẽ quay qua sơ qua một chút xíu để cho quý vị định hình được, đúng không ạ? Đây là căn nhà cấp 4 thôi. Căn nhà cấp 4 này thì Tuấn Nguyễn phải giới thiệu để cho quý vị biết thôi. Chứ thực ra thì quý vị mà mua cái lô đất này về thì đương nhiên chúng ta cũng phải bỏ đi, đúng không ạ? Cũng phải đập phá đi để chúng ta xây một căn biệt thự ở đây, đúng không quý vị? Vâng, thì chúng ta bỏ qua cái vấn đề này. Đấy, một hiện hữu trên lô đất của chúng ta này có những cây khế như thế này, rất là lớn. Ở phía sau có một cây mít cũng rất là lớn. Ở phía trước chúng ta có một cây sala, đây quý vị này, đây rất lớn.
Thì vì sao mà Tuấn Nguyễn lại không giới thiệu cái nhà mà lấy giới thiệu mấy cái cây này, đúng không ạ? Không đâu quý vị. Mà đây là cái mục đích, cái tính cách rất gì là thiết thực, đúng không ạ? Khi mà chúng ta về đây xây một căn biệt thự, chắc chắn trong ngôi biệt thự của chúng ta cũng sẽ có những cái cây cảnh giá trị và lớn như thế này, đúng không quý vị? Thì chúng ta đã hiện hữu ba cây rồi, đúng không ạ? Một cây khế này, một cây mít này và một cây sala này, rất là lớn, đúng không ạ? Đất thì vuông vức. Đấy, vuông thành các cạnh luôn. Phía trước 15, phía sau 15 quý vị nhá. Đấy, hiện hữu ở trên đây bây giờ quý vị nhìn thấy ba cái đồ tủ lạnh này, máy giặt rồi là tivi các thứ. Đây là người ta đang cho một cái bạn nào đó thuê, đúng không ạ? Để người ta làm cái kế mưu sinh, đúng không ạ? Người ta sửa tivi, tủ lạnh rồi các thứ ấy mà, vân vân. Nói chung là không đặt thành vấn đề. Nhưng mà đây, quý vị này nhìn này. Từ trước đến sau, đến cái bờ tường kia, hắt qua bên kia là nhà hàng xóm. Đấy, biệt thự của nhà hàng xóm hai bên như thế này, quý vị nhìn đó. Lọt thỏm ở giữa là lô đất của chúng ta. 428m², quý vị nhá. Đấy, đất bằng phẳng luôn. Đất ở đây thì quý vị yên tâm rồi. Đất ở đây thì không có kênh rạch, ao hồ sông suối gì hết. Đất ở đây thì rất là bằng phẳng và chắc chắn. Chúng ta chỉ có về là đào móng là xây biệt thự thôi, đúng không ạ? Đất này thì phù hợp cho quý vị xây biệt thự, xây nhà nghỉ khách sạn, đúng không ạ? Chỉ có hai cái vấn đề đó thôi. Nhưng mà theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì đây là xây một cái biệt thự ở đây thì đúng là hết nước chấm quý vị nhá. Chiều ngang 5, chiều sâu 5. À quên, xin lỗi quý vị. Chiều ngang 15 phía trước và chiều ở phía sau cũng 15. Đấy, vuông vức đẹp cực kỳ luôn. Đây quý vị này, đây là bờ tường của nhà hàng xóm, đúng không ạ? Đây, bờ tường của nhà hàng xóm hết. Đây là những cây mít mà Tuấn Nguyễn giới thiệu với quý vị này. Sau này chúng ta một trong ba cây này chúng ta có thể xây biệt thự thì chúng ta có thể để hoặc chúng ta có thể bỏ, thì cũng tùy quý vị thôi, đúng không ạ? Đây, đấy, đồ đạc như thế này thì quý vị biết là người ta cũng đang thuê lại cái mặt bằng này để chúng ta sửa mà tủ lạnh, rồi tivi, rồi đầu máy các thứ thôi, đúng không quý vị? Đấy, về là chúng ta sẽ giải phóng hết cái này đi. Đấy, đây người ta nuôi gà, nuôi vịt rất là nhiều. Thì chúng ta xây một căn biệt thự ở đây thì phải nói là đỉnh của chóp luôn, quý vị nhá. Chiều ngang 15m, đấy. Nhân với chiều sâu là 29m. Tổng diện tích chúng ta có 428m². Đấy, có 300m thổ cư, còn lại 128m là đất trồng cây lâu năm, quý vị nhá. Lô đất của chúng ta có hướng chính tây, quý nhá. Đấy, quý vị nào phù hợp với lại hướng tây chữ trạch thì đây là một cái lô đất phải nói cực kỳ yêu việt, cực kỳ tuyệt vời để cho quý vị xây một căn biệt thự ở đây. Đấy, cách cái con đường Trần Hưng Đạo chỉ có đúng 40m, đúng không ạ? Là nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An. Đấy, hướng này thì chúng ta đi ra nhà thờ Dĩ An đâu đó khoảng 600-700m, đúng không ạ? Chưa đến một cây số. Đấy, nhà thờ Dĩ An là quý vị biết rồi, nhà thờ Dĩ An 1 thì chúng ta đi ra khoảng 600-700m thôi quý vị nhá. Đấy. Vâng, thì thưa quý vị, review về nhà thì có nhiều công năng phòng ốc và những cái chi tiết để Tuấn Nguyễn truyền tải đến quý vị, đúng không ạ? Còn review về đất thì không có gì hết. Đấy, đúng không ạ? Chỉ có đất và đất và đất thôi, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn chỉ có giới thiệu rõ cho quý vị biết là cái vị trí cái lô đất này nằm ở đâu, đúng không ạ? Chiều ngang bao nhiêu, chiều sâu bao nhiêu, đúng không ạ? Và hướng gì, giá cả bao nhiêu. Ok, Tuấn Nguyễn đã giới thiệu với quý vị hết rồi. Và Tuấn Nguyễn xin nhắc lại một lần nữa, đúng không ạ? Lô đất của chúng ta hiện hữu trên phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương, quý vị nhá. Có hướng tây. Đấy, chiều ngang 15 nhân với 29, tổng diện tích là 428m², có 300m thổ cư, còn lại 128m là trồng cây lâu năm. Và vấn đề cuối cùng là Tuấn Nguyễn xin báo giá lô đất này cho quý vị và các bạn nắm được, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, lô đất này hiện chủ nhà đang gửi trên kênh nhà đất Tuấn Nguyễn với giá đúng 10 tỷ đồng quý vị nhá. Lô đất này đúng 10 tỷ đồng chủ nhà đã gửi trên kênh nhà đất Tuấn Nguyễn như thế, đúng 10 tỷ đồng thì quý vị hãy gặp chủ nhà thương thảo giá cả quý vị nhá. Thì Tuấn Nguyễn tính nhẩm đâu vào đó cũng khoảng độ 23 triệu mấy trăm một mét thôi, chưa tới 24 triệu quý vị nhá. Ngay cái trung tâm thành phố Dĩ An như thế này, cách con đường Trần Hưng Đạo đúng 40m. Đấy. Giá đúng 10 tỷ quý vị nhá. Quý vị hãy gặp chính chủ và thương thảo giá cả. Còn Tuấn Nguyễn thì chỉ biết review lên, đấy, giới thiệu công năng và diện tích vị trí cho quý vị biết, báo giá cho quý vị biết vậy thôi.
đúng 10 tỷ, quý vị cứ gặp chủ nhà thương thảo giá cả quý vị nhé. Quý vị xem được video này thì hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn, kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, có hàng trăm hàng vạn mẫu nhà đẹp. Đấy, cuối năm trở về đây Tuấn Nguyễn chuyên review biệt thự nhà vườn. Đấy, những thửa lô đất rộng, có diện tích rộng và lớn. Đấy, có giá trị cao. Quý vị có nhu cầu, nhất là kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài về Việt Nam thì hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn để xem những cái sản phẩm chất lượng uy tín như thế này, không qua trung gian quý vị nhé. Vâng, cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin quý vị cho Tuấn Nguyễn xin một đăng ký kênh, một nốt like và hãy subscribe kênh cho Tuấn Nguyễn với. Quý vị hãy ấn chuông để có nhiều video mới nhất mỗi ngày trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn cho quý vị tha hồ xem và mua lựa chọn quý vị nhé. Tuấn Nguyễn xin chúc quý vị xem video vui vẻ. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.